Xin chào các bạn, hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để xác định các nốt ở trên phím đàn piano, đó là các phím trắng, tên gọi của nó. Trên màn hình chúng ta thấy phím đàn nó có cái phím màu trắng và phím màu đen. Cái phím màu đen thì của mình nó có hai phím đen gần nhau, ba phím đen gần nhau, hai phím đen gần nhau, ba phím đen gần nhau, rồi hai phím đen gần nhau, ba phím đen gần nhau. Cái hệ thống của nó như vậy, nó cứ đều hai phím đen gần nhau rồi ba phím đen gần nhau. Phím trắng gần hai phím màu đen là phím trắng này, gần hai phím màu đen, tính từ trái sang phải. Cái phím này mình nó mang tên là nốt đồ. Phím trắng gần hai phím màu đen, tính từ trái sang phải, mình gọi là nốt đồ. Thì nốt đồ thấp nhất tính từ phía tay trái mình sang. Nốt đồ này mình gọi là đồ 1. Như các bạn thấy ở trên màn hình, nó có đồ 1. Tiếp theo, nhịp sang phải. Nốt đồ tiếp theo, hai phím màu đen gần đây. Thì phím trắng gần hai phím màu đen tiếp theo đây, mình sẽ gọi là đồ 2. Tiếp theo, hai phím đen gần nhau tiếp theo thì đồ này sẽ gọi là đồ 3. Hai phím đen gần nhau tiếp theo thì đồ này sẽ là đồ 4. Tiếp theo, cứ như vậy ta sẽ suy ra được đồ 5. Hai phím đen tiếp theo thì phím trắng gần hai phím màu đen tiếp theo là đồ 6. Rồi tiếp theo là đồ 7 và trên cùng là đồ 8. Nốt này mình gọi là đô 1. Thì ở đây là Re 1, Mi 1, Fa 1, Son 1, La 1, Si 1, Đô 2, Re 2, Mi 2, Fa 2, Son 2, La 2, C2. Đô này là đô 3. Thì tiếp theo là Re 3, Mi 3, Fa 3, Son 3, La 3, C3, đô 4, Re 4, Mi 4, Fa 4, Son 4, La 4, C4, đô 5, Re 5, Mi 5, Fa 5, Son 5, La 5, Si 5. Tiếp theo là đô 6, Re 6, Mi 6, Fa 6, Son 6, La 6, Si 6, đô 7, Re 7, Mi 7, Fa 7, Son 7, La 7, Si 7. Và đô 8 là nốt ngoài cùng bên phía tay phải của mình. Ở dưới đô 1 thì kế đô 1 tính từ phải sang trái. Nốt này mình gọi là C0. Và nốt tiếp theo cuối cùng bên phía tay trái của mình là La 0. Vị trí từ đô 1 cho tới đô 2 mình gọi là quãng 81, hay còn gọi là octa, có nghĩa là một quãng 8. Quãng 8 là gì? Ở đây nó gồm có đô là bậc 1, Re bậc 2, Mi bậc 3, Fa bậc 4, Son bậc 5, La bậc 6, Si bậc 7. Và đô 2 sẽ là bậc 8. Đó. Bậc 8 của một cái quãng 8 đầu tiên, cái là quãng 8 này mình gọi là quãng 81. Thì bắt đầu ở đây là đô 1 nè. Sau tới đô 2 mình gọi là quãng 81. Và tương tự như vậy thì từ đô 2 cho tới đô 3, chỗ này là một octa, mình gọi là quãng 8, quãng 82. Quãng 82 là ở đây là đô 2, Re 2, Mi 2, Fa 2, Son 2, La 2, Si 2. Yeah. Đô 3 thì này là bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Từ đô 2 cho tới đô 3 mình gọi là quãng 82. Tương tự như vậy, đô 3 cho tới đô 4 mình sẽ gọi là quãng 83, bởi vì đây là 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có 8 bậc. Đó. Tương tự, từ đô 4 cho tới đô 5 mình gọi là quãng 8-4. Ở đây là đô 4, rê 4, mi 4, fa 4, son 4, la 4, si 4, đô 5. Thì ở đây là nó gọi là quãng 8-4. Bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Đó. Từ đô 5 cho tới đô 6 mình gọi là quãng 8-6. Thì ở đây nó là bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Nó có 8 bậc, giống như bậc thang vậy đó. 8 bậc thì ở đây là bắt đầu từ đô 5 cho tới đô 6 thì mình sẽ gọi là quãng 8-5. Tương tự, từ đô 6 cho tới đô 7 thì mình sẽ gọi là quãng 8-6. Quãng 8-6. Đây à. Đô 6 đây là bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Đó. Thì mình gọi là bắt đầu là đây là nút đô 6 thì gọi là quãng 8-6. Tương tự như vậy, đô này là đô 7 đến đô 8 thì mình gọi hai nút đô từ đô này cho đô 7 cho tới đô 8 mình gọi là quãng 8-7. Bởi vì đây là bậc 1 nè, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Đó, quãng 8 này là quãng 8-7, quãng 8 thứ 7 trên đàn đó. Còn ở dưới cùng đây là mình gọi là quãng 80. Quãng 80, cái này mình gọi là quãng 8 thiếu, bởi vì nó không có đủ 8 bậc cho nên mình gọi là quãng 8 thiếu. Hoặc là nốt đô trên cùng này, đô 8 nè. Chỗ này mình cũng gọi là quãng 8 thiếu. Nó thiếu 7 bậc lần. Ở đây bậc 8, đô 8 là nó là bậc 1 của quãng 8 thứ 8 ở trên đàn. Coi như là hai cái quãng ngoài cùng đây mình sẽ gọi là quãng 8 thiếu. Vừa rồi mình hướng dẫn cho các bạn xác định cái tên gọi của các quãng 8 ở trên đàn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.